Rồi xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái kính lúp của hãng Bic ha. Model là 1975 ha. Cái độ độ phóng đại nó là 7x ha. Model được sản xuất tại Nhật nha ha, Nhật Kinh Sa Băng. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra ha. Thì sau này thì hãng Bic họ sẽ không có làm cái bao da mà họ sẽ làm cái bao vải như thế này ha. Đâu ra thì cái kính nó cũng rất là nhỏ gọn ha. Sản phẩm được sản xuất tại Nhật nên chất lượng và cái độ nét nó rất là tốt ha. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng ha, theo tiêu chuẩn của hãng Bic ha. Rồi. À, bây giờ mình đây ha. Đây chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy nó có cái thước chia ở bên dưới nè ha. Đây ha, nó có cái thước chia từ 0 đến 10. Là cái thước tiêu chuẩn của nó ha. Đó, chúng ta có thể nhìn, chúng ta thấy đây. Còn đây là cái nắp đậy của nó ha. Rồi khi mà chúng ta sôi thì chúng ta gỡ cái nắp này lên thôi ha. Đó. Cái nắp lên. Đây ha. Sản phẩm được sản xuất tại Nhật ha, Made in Japan ha, Big Scale Loop 7X ha. Đó. Khi sôi thì chúng ta có thể nè, chúng ta nhìn ha. Chúng ta nhìn xuống. Khi sôi thì chúng ta có thể đây ha. Chúng ta dặn đây ha, đây nó có cái nấm chúng ta dặn ở đây ha. Mình có thể nhìn thấy nó rất là rõ nha. Mình có thể mình dặn theo cái chiều này ha. Phải điều chỉnh cái tiêu cự cho nó phù hợp thôi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video.